Hello mọi người, mọi người đã sắm xe đón Tết chưa nè? Thì hôm nay là đang ngồi trên một chiếc xe Winner V3 cả nhà. Cái màu này nó khá là đẹp ha, nổi ha mọi người. Màu này là màu sơn 3D nha, chỉ có cửa hàng Lan mới có thôi nha. Thì mọi người thích cái xe này thì cứ liên hệ với Lan nha, sẽ được giảm từ 1 đến 2 triệu đồng khi liên hệ trước. Đợt này Winner giảm giá sập sàn luôn mọi người. Thiệt sự là Lan thấy chả còn gì để giảm luôn. Giảm hết mức, hết nút luôn. Winner V3 thì mọi người biết rồi ha, khóa thông minh rồi, mình sử dụng khóa thông minh khá là an toàn cho mình luôn. Mọi người biết ở đó về các vấn đề chống trộm ha. Ví dụ như là khi mà mình vô tình mà cũng như là bẻ khóa của các em owner mà có cái khóa smart key nó cực kỳ là khó luôn. Tại vì khóa này gọi là khóa thông minh á cả nhà, thì nó khá là an toàn rồi. Và cái thứ hai là có cái cổng sạc điện thoại chuyên dụng. Thì nó thấy là những cái mẫu côn tay thế này nè, nhất đi nhanh, đi lướt ha. Phân khúc còn là phân khối là 150. Thì đa số là những anh mình đi chơi, đi phượt, đi xa mà đặc biệt là mình có thể đi chơi về quê nè. Thì nhiều khi mình cũng chả cần lo lắng vấn đề là điện thoại mình còn pin hay không ha. Cũng không cần phải mang cục sạc điện thoại dự phòng, tại vì nó đã có cái cổng sạc ở đây rồi cả nhà. Mình cứ vô tư thôi ha, mình đi chơi thôi. Thì đợt này Winner giảm giá rất là tốt cả nhà. Thì mọi người mua xe nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Đó, giá xe nó ổn, bình ổn á. Mà bên cửa hàng nó lại lên những cái mẫu sơn 3D nó rất là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. Mọi người cùng theo dõi cái video của Lan để mình khám phá nó nha. Thì em xe này, cả vẹt sẽ là màu xanh đen cả nhà. Xanh cốm ha. Có một chút xíu cái họa tiết phía trước nè, trắng đen một chút xíu nhẹ nhẹ thôi. Đây là những cái họa tiết này không tính nha, cho nên là chỉ tính là cà vẹt nó màu xanh đen thôi. Motul không có chữ ở đây nữa ha. Honda này, Winner thì của Honda rồi, cả nhà biết rồi đúng không? Xi nhan tích gọn rồi, khi mà người mua xe không cần phải tích gọn xi nhan nào đâu nha. Và đây có chữ Winner nè, có sọc đen, sọc trắng nhẹ nhẹ thôi. Cái này thiết kế 3D thì mình thiết kế thêm một chút xíu cho cái xe của mình nó nổi lên thôi mọi người. Đó. Em xe này thì cá cực kỳ là mềm, Lan báo cho mọi người sẽ phải giật mình luôn. Lan báo giá xe đã bao gồm tiền sơn cho cả nhà mình luôn nha. Hiện tại là Lan đang bán cho mình với giá là 34,5 triệu. Đó là giá Lan báo chưa hỗ trợ. Có nghĩa là giá Lan báo đã bao gồm tiền sơn, tiền xe, tiền sơn và chưa bao gồm tiền hỗ trợ. Khi mọi người lên liên hệ với trước với Lan sẽ được giảm từ 1 đến 2 triệu đồng nữa nha. Thì đó là mẫu sơn 3D, còn mẫu gì nó rẻ lắm cả nhà, nó chỉ có 32 triệu đồng thôi, 32,5 triệu thôi. Liên hệ trước là chỉ còn 31,5 triệu thôi. Mọi người thấy giảm ghê không? Cái lúc mà thời điểm Winner mới về Việt, mới sản xuất, mới về mà, có nghĩa là từ hãng Honda mà về bên đại lý á nha cả nhà, thì Lan bán là đang giá là 45 triệu. Hiện tại là tính ra là giảm hết rồi 12-13 triệu một chiếc luôn. Máy móc thì vẫn vậy thôi ha, cực kỳ là giảm. Có thể là hiện tại là kinh tế đang hơi khó khăn cho nên là hãng để cái giá nó ưu đãi để mọi người ai cũng có thể sắm xe để mình đón Tết được ha mọi người. Thì mọi người cùng Lan tham khảo thêm một cái mẫu này nè. Lan thấy cái mẫu này cũng khá là lạ. Phần lớn thì khách hàng đến với Lan đều là những cái mẫu sơn 3D là những nơi khác không có, và đặc biệt là cửa hàng nó sẽ đổi màu hợp lệ theo màu cà vẹt luôn. Cái em này là em tím xanh titan ha. Cà vẹt sẽ là màu tím xanh đen này cả nhà, nó là đổi màu ha. Khi mà có ánh sáng á thì cái màu này thì sẽ nhìn thấy nó là màu tím, mà khi mà không có ánh sáng thì nó lại chuyển qua màu xanh đó. Như là ban ngày thì xe màu tím, ban đêm thì xe màu xanh ha. Tùy mỗi góc độ nó có một cái màu nó khác nhau á cả nhà, thì cũng đồng giá luôn nha. Và khi mọi người mua xe ở cửa hàng Lan được hỗ trợ giá cho mọi người rất là tốt khi liên hệ nè, và đặc biệt là gắn những cái đồ phụ kiện không tính công thợ nha, có nghĩa là miễn phí công lắp đặt cho cả nhà mình luôn, và đặc biệt là được hỗ trợ giá nợ lại khi có biển số mới phải thanh toán. Em xe này cũng đồng giá luôn cả nhà, giá xe đã bao gồm tiền sơn chỉ có 34,5 triệu thôi. Đó, một em này cực kỳ là cool ngầu ha, khóa thông minh nha. Mua góp thì trả trước lại cực kỳ là thấp, chỉ cần trả trước giúp Lan là 4-5 triệu thôi là sở hữu ngay luôn nha. Làm hồ sơ chỉ tầm khoảng 15-20 phút là có thể mang xe về rồi, chỉ cần hồ sơ tốt thôi, làm cực kỳ là nhanh luôn cả nhà. Đó, thì bây giờ mọi người tham khảo với Lan thêm một số mẫu nữa nha. Đây Lan có hai em này, một em màu đen. Nếu cả nhà mình không thích những cái tông sáng thì mình có thể chọn cái em này tông tối. Em này thì phanh ABS ha, màu jean. Cả vậy em này sẽ ra màu đen vàng. Lan đang bán cho mọi người giá 33,5 triệu. Liên hệ trước với Lan sẽ được giảm từ 1-2 triệu nha. Mọi người đừng quên nha. Nên là mọi người đang có nhu cầu mua xe thì cứ lưu số điện thoại của Lan lại nha. Khi mình cần thì mình alo thôi đúng không? Đây Lan có cái em này nè, xanh này, xanh lục bảo cả nhà. Xanh lục bảo, xanh lá cây ha. Màu sơn 3D luôn, 34,5 triệu. Em này màu bạc, bạc 3D, Lan sơn lên luôn, 34,5 triệu. Em này là một em siêu phẩm Repson, cực kỳ là nổi luôn. Nếu mọi người mà thích những cái tông nổi thì đừng bỏ qua em này nha. Gọi là không còn gì để nổi hơn nữa. Đa màu sắc thì đa dạng, cam, trắng, đỏ này, đó, khá là khôn ngầu luôn, 34,5 triệu. Và ở cửa hàng Lan còn thêm một số cái mẫu sơn nữa, nhưng mà hôm nay Lan trưng ở đây nhiều cái mẫu côn tay, nhiều cái mẫu exciter quá, cho nên là hết cái chỗ để trên chân ẹt rồi, ở trên Winner rồi. Mọi người đang muốn tham khảo những cái màu sơn 3D á, thì cứ liên hệ với Lan nha, Lan hỗ trợ và gửi cho mình qua Zalo cái bảng màu sơn, và bên cửa hàng nó có hỗ trợ đặt sơn theo yêu cầu nha.
một số cái mẫu sơn lăn quay cho cả nhà mình nè. Ví dụ như màu xanh mọi người thích nhấn nhá thêm một chút xíu nữa, chỉnh sửa một chút cái họa tiết trên xe nữa, thì Lan sẽ vẫn hỗ trợ mọi người sơn lại nha. Có nghĩa là mình thiết kế lại, không phụ thu chi phí là mọi người đừng có an tâm, đừng có lo nha. Thì cái cửa hàng của Lan bây giờ đang ở Bến Cát, Bình Dương á. Mọi người đang ở khu vực nào, lân cận nè. Có thể là mọi người chỉ lên mua xe duy nhất một lần thôi. Đối với những cái dòng xe Exciter hoặc là Winner này nè, thì sẽ bảo hành toàn quốc nha. Không nhất thiết phải đến cửa hàng của Lan mới được bảo hành. Mình bảo hành toàn quốc ở dưới quê cũng mình cũng được bảo hành luôn. Mình chỉ mua xe duy nhất một lần, biển số giấy tờ nó sẽ làm cho mình và gửi về tận nơi ở cho mình luôn, cho mọi người đừng có cân nhắc. Tại vì một số khách hàng của Lan khi xem video rất là thích những cái mẫu sơn 3D rất là đẹp, nhưng mà lại sợ về cái vấn đề biển số giấy tờ hoặc là vấn đề đi bảo hành xe đó, thì Lan cũng sẽ tư vấn cho mọi người. Mọi người đừng có an tâm nha, mua xe trong nước thì thoải mái về cái vấn đề bảo hành rồi ha. Thì mọi người, cửa hàng của Lan ở Bến Cát, Bình Dương, gần Đại Nam này, khu du lịch Đại Nam á mọi người, gần ngã tư Sở Sao, gần chợ Nhật Huy, gần cổng Mỹ Phước 3. Đó là những cái vị trí lớn. Khi mà khách hàng của Lan ở khu vực gần đây hoặc ở nơi xa, chỉ cần đến đó alo cho Lan số điện thoại 0932007033. Lan sẽ hỗ trợ ra trước mọi người về cửa hàng mua xe, và trực tiếp Lan sẽ tư vấn xe cho mọi người, để cho mọi người mua xe làm thủ tục nhanh gọn lẹ nhất nha. Ok, thì mọi người đang có nhu cầu tham khảo thêm một cái dòng xe nào nữa hãy nhắn tin cho Lan nha. Thì trong video này Lan sẽ quay về Winner thôi, nhưng bởi vì cửa hàng nó có đầy đủ tất cả những cái dòng xe khác. Cả nhà mình đang có nhu cầu tham khảo thì cứ gọi điện hoặc là nhắn tin, Lan sẽ tư vấn nhiệt tình cho mình nha, để mình mua xe, sắm xe đón Tết nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã theo dõi video nha.